Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hoài xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại 0354392929. Số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Số điện thoại đó là cũng là số Zalo của em luôn. Đó, các bác nào ưng ý những dòng sản phẩm nào mà em đăng ở trên YouTube thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đó để đặt hàng cũng như là để chốt máy các bác nhé. Đó. Vâng, thì quay lại chủ đề chính hôm nay thì em lên cho các bác xem một máy cưa STIHL MS 200, một dòng cưa bãi Đức STIHL đó. MS 200 này, con này sản xuất từ năm 2004. Đó. Máy móc thì cực kỳ đẹp rồi. Hàng chuẩn chỉ luôn các bác nhá. Máy móc thì em bao zin nguyên bản 100%, chưa hề bung biếc máy móc gì cả. Về em chỉ rửa lại bình xăng con cũng như là rửa sạch máy lại thôi, còn tất cả linh kiện của nó thì em đảm bảo cho các bác là máy móc zin các bác nhá. Đó, đối với hàng của bên em thì đảm bảo chuẩn cho các bác. Đó, bên em thì chỉ bán những dòng máy cưa, máy cắt cỏ bãi chuẩn thôi, chứ không bán những dòng máy mà đã qua sửa chữa linh kiện cũng như là thay thế linh kiện gì cả, nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Đó, đây mã số ngày hôm nay của nó đây là để em đọc ạ, 162028 756. Đó, đấy là mã số của máy này. Các bác nào chốt con này thì các bác nhớ dùng mã số của bên em nhé. Đó, để đặt hàng các bác đúng mã số thì các bác nhận hàng. Đó, hôm nay thì em lên con bác con này cực kỳ đẹp này. Xích thì còn to bản nguyên nhá, cái này phần lăm xích thì lính nó mới học nghề nên là nó ráp, nó hơi ráp không đúng thì tí nữa sẽ ráp lại các bác nhá, không sao cả. Đó, còn máy móc thì em đảm bảo cho các bác là ngon lành. MS 200 STIHL, con này phần xước ở bên này một tí thôi. Còn tất cả máy móc thì không hề có bất kỳ bể vỡ hay là làm sao cả. Thắng xích, thắng xiếc thì còn đầy đủ nguyên các bác nhá. Đó. Và hiện tại thì em sẽ báo giá luôn, con này thì em bán với giá là 3.400.000. Miễn phí ship tận nhà. Đó. 3.400.000. Giá miễn phí ship tận nhà và được tặng gặp phụ kiện rồi các bác nhá. Các bác nào chốt con này thì có thể cọc giúp em 200.000. Đó, hàng tới các bác cứ kiểm tra hàng đúng máy. Đây, số series của nó đây. Các bác nhớ dùm em ạ, số series. Hàng tới các bác check số series đúng máy thì các bác nhận hàng, còn không thì em tặng luôn các bác cây máy đó. Đó, nên các bác phải để tâm các bác nhá. Đó, cọc trước giúp em 200.000. Hàng tới các bác cứ check hàng thoải mái, nếu mà các bác ưng ý thì em trừ cọc đó vào máy cho các bác. Còn các bác nào không ưng ý thì coi như là giúp em chịu tiền ship đi ship về thôi. Nói chung là con máy thì em bán là chuẩn trên video em quay, máy móc có sao thì em nói vẫn sẵn vậy. Thì các bác xem kỹ giúp em nhá, rồi để đặt hàng các bác nhá, để tránh tình trạng bom hàng. Đó. Còn máy móc em đảm bảo cho các bác là ngon lành luôn. Đó. Tí nữa thì em sẽ test nổ luôn con này để cho các bác nghe tiếng máy nó sẽ như thế nào, xem là ưng ý hoặc là với nhu cầu sử dụng của gia đình mình không. Theo em thấy con này thì nòng 40 ly phù hợp về cho các bác nào xài gia đình cũng như là khai thác nhẹ nhàng. Đó, em nghĩ dòng STIHL thì không còn phải lan tan gì nữa rồi, về hãng sử dụng cũng như là máy móc cực kỳ bền cũng như là nổi tiếng, hàng chuẩn bãi Đức luôn các bác nhá. Đó, hãng STIHL thì nó thuộc dạng ông vua bà chúa rồi, không có hãng gì qua lại được hãng này các bác nhá. Đó, vâng, thì bây giờ đến phần test nổ thì em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua nhá. Máy móc thì em cũng đã căn chỉnh cũng như dọn nổ ngon lành rồi các bác nhé. Tiếng máy hàng STIHL thì cực kỳ bốc rồi, không phải lan tan gì về máy móc sử dụng cả. Đó. Rồi các bác nào ưng ý hoặc là muốn tham khảo thêm thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em. Em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.